à, đôi loa Selection 66, dòng loa đến từ Anh Quốc. Đây còn gần lại cho các bác nhìn. Nghe chưa? Úi giời, nhìn từ con ốc luôn. Ôi chưa, đến 66 chưa ạ? Và đến từ Anh Quốc. Củ loa đây gì tuyệt vời luôn. Đây, màng loa đây. Các bác để ý hộ em nhé, đây là tất cả, đây là lớp keo người ta phủ trên bề mặt của màng loa và núm loa. À, bình thường ở nước ngoài thì những địa điểm có khí hậu nó vừa phải thì không sao, nhưng về Việt Nam mình khí hậu nó quá nóng thì nó như kiểu cái gân nước gân dưỡng ấy, đây sờ nó cũng mềm nhũn này, nó sẽ bị chảy keo ấy bác nhá. Bác nhá, nhiều bác không biết nữa, bác bảo ôi ông đổ cái gì vào, không phải đâu, keo của nó đấy ạ. Về Việt Nam mình khí hậu nó nóng quá, nó nóng quá thì bắt đầu nó bị dồn keo, nó chảy keo, nó chảy tự nhiên, kệ nó bác nhá. Đấy là con củ loa bát của nó đây, có chủ đấy ạ. Từ không cầm một tay này, cầm này khó chừa tay mất. Có chung có cái củ chưa đấy. Thôi có chung em để ngửa đi, bên con bên này em úp rồi đấy, chứ có thấy chưa, tép này có đỉnh chưa, gì từ trong không ạ. Tôi lật nốt để cho các bác xem, đã mất cùng quay này đây ạ. Selection quay đúng chiều cho bác xem nhìn này. Hàng made in England xịn luôn ạ. Còn con bát này nó là bát cộng hưởng, bát 30 cộng hưởng. Thế nào không muốn tháo nữa, nó là bát cộng hưởng các bạn. Úp phải ơi, con này cộng hưởng hai chiều cơ. Nó lại không cộng hưởng như con loa bình thường, em vừa sờ tay đây. Con lại cộng hưởng hai chiều luôn. Đã rồi, tháo con này ra, nó lại khác với con loa khác. Con này trong này lại một mặt loa nữa, cộng hưởng tiếp hai chiều, tháo ra. Phải tháo cho các bác xem. Nó lại không như con loa khác là nó chỉ cộng hưởng một mặt, nó như kiểu màng loa bình thường thôi, không có củ. Con này lại hai chiều. Thần nào nó hay thế. Còn củ loa đi. Em tháo con cộng hưởng đi. Con cộng hưởng này hai chiều đấy, một chiều cho các bác xem luôn. Nói chung là nó xứng đáng đồng tiền thôi. Tại sao nó hay, tiền là của đấy thôi ạ. Biết gì em đừng hết ạ. Tại sao nó hay ạ? Chưa ạ. Đấy, đã mất cọc khui thì khui luôn cho các bác. Nó mãi. Các bác nhìn này. Úi giời, mãn luôn. TD66 nhé. Tiền đặc của đấy. Đây, con củ chung. Cứ bình tĩnh từ từ, không phải vội vàng. Nó rơi cái ra đấy là mệt lắm. À, đang đẹp như này. Đấy, ngoài quay cái ngoài hình thức ở ngoài đã đẹp, chất ra thì em quay luôn cho các bác nhìn luôn. Nó dễ. Đây để anh giữ cho. Đấy, có gì đâu. Đây, con loa này làm cộng hưởng theo kiểu này các bác ạ. Cộng hưởng kép hai chiều, mặt trong lại cũng cộng hưởng thùng hộp đây, ăn theo đây. Ô, này nhấc ra. Đấy, những dòng loa kia thì nó chỉ có mặt này thôi, đằng sau này nó trơ như kiểu cái màng loa này. Nhưng con này lại cộng hưởng kép hai chiều, trong này tất cả trong này là một lớp xốp nỉ, các bác nhìn này, dày một lớp xốp luôn. Chuối chưa? Đây cả lớp xốp, có nhìn chưa? Đấy, con cộng hưởng của nó khổ như này cơ mà, xứng đáng đồng tiền thôi. Em báo giá cho các bác rồi đấy, các bác biết giá chưa? À, đôi loa Selection này là mức giá là 43 triệu, hà mít đi lịch. Dòng này các bác mà đánh ra đèn thì xui phê lòi mắt. Cảm ơn các bác. Đẹp chưa?